Chúng ta sẽ cùng thực hành các cái nội dung liên quan đến bài học quản lý tiến trình. Thực hành quản lý tiến trình trong Linux. Đó. Thì đầu tiên là liệt kê các tiến trình. Để liệt kê tiến trình thì chúng ta dùng câu lệnh là ps-ef. Đó. Bây giờ chúng ta dùng thêm cái sược more để thị tất cả các tiến trình của hệ thống. Gồm có PID 1 này là tiến trình init này, 2 là tiến trình này. Thì mỗi một nốt tiến trình ấy thì nó sẽ có cái user ID là UID. Cái thứ hai là PID. Và cái thứ ba đó là cái parent PID. CPU sử dụng là CPU thứ nhất. Thời gian chạy lúc 15 giờ 26 phút. Chạy được khởi động được 2 phút này. Đây và cái tiến trình của nó chạy này, tiến trình này. Các câu lệnh, các tiến trình, các cái cell nó chạy là gì? Đấy, chúng ta dùng câu lệnh là ps-ef hoặc chúng ta có thể lọc ra grep postfix tất cả những tiến trình mà chạy một user postfix thì có bằng này user bằng này tiến trình có các thông tin tương ứng. Tiếp theo chúng ta có thể là liệt kê tất cả những cái tiến trình chạy bằng user postfix ra bằng câu lệnh ngoài ps-ef grep ra bằng câu lệnh là trừ fu. Các câu lệnh này chúng ta hoàn toàn có thể oracle chẳng hạn thế hoặc là fu postfix đó thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái tiến trình chạy bằng user postfix. Rồi chúng ta có thể là hiển thị các cái chương trình chạy bằng Java pgrep Java chẳng thế. Ở đây không có tiến trình nào. Rồi một công cụ rất là đa năng, nó công cụ dùng câu lệnh top. Khi top thì chúng ta sẽ có cái idle là cái rất quan trọng này. Idle hiện tại bây giờ là cái máy này máy test nên idle là rất là cao, gần như chưa có tiến trình là sử dụng nhiều CPU. Ở đây có user mode là 0.2, system mode là 2 là 0.3. Hai cái này cộng lại cộng với idle là 100%, tức là 100% trừ đi hai này thì ra idle. Như vậy là các cái thành phần liên quan đến user rồi system sử dụng nó liên quan đến 100% và idle càng cao càng tốt. Tiếp theo memory ở đây cấp phép là 2GB và đã sử dụng là 5855 và còn lại là hơn 1GB. Ở đây có hơn 1GB. Và swap tương tự thế, swap được cấp phép là 2GB và đã sử dụng chưa sử dụng khi nào, còn nguyên free. Đây là các cái tiến trình của hệ thống mặc định. Mình chưa có tiến trình nào. Đấy là công nghệ tốt. Để kin một tiến trình thì chúng ta hoàn toàn có thể kin một NTP có chạy không? NFS. Đấy. Để kin một tiến trình thì chúng ta dùng câu lệnh ví dụ kin -9 cho chúng ta cần kin tiến trình với PD này. Đó. Chúng ta giả sử những cái tiến trình này nó chiếm nhiều tải của hệ thống, chúng ta cần kin đi thì chúng ta cần kin luôn là kin -9. Nếu mà kin -15 thì nó sẽ hơi lâu một chút. Đó. Đây là tiến trình nó chạy xong rồi thì chúng ta kin được, nhưng mà có những tiến trình nó chạy lâu thì chúng ta kin nó sẽ rất là mất thời gian. Đó, chúng ta dùng kin. Rồi ngoài ra chúng ta có thể dùng các câu lệnh khác, kin Java chẳng thể. Hoặc là pkin nfs. Đó. Đây là các câu lệnh thông dụng để chúng ta có thể monitor cũng như chúng ta đây có thể giám sát các tiến trình của hệ thống. Bây giờ chúng ta đến một cái bài là chúng ta liên quan đến phần đặt lịch. Đặt lịch chúng ta có hai cái. Hai là đặt lịch này. Chạy tự động. Chúng ta cài xem đã cài ất chưa. Đã cài rồi. Rồi ất đã cài 3.1.10.49. Ok. Chúng ta ất time cho nó 5 phút nữa. 5 minute. Cộng 5 minute. Chúng ta men câu lệnh. Ất --help. Ất
trừ trừ help man at. Tôi xem chi tiết câu lệnh. Để câu lệnh at thì chúng ta chưa hiểu, chúng ta có thể xem câu lệnh at để xem nó giải thích như nào. À, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là chúng ta có thể at example linux, giả sử chúng ta quên thì chúng ta có thể vào đây chúng ta xem một cái ví dụ nó dùng at như nào để chúng ta thực hành. Ví dụ như ở đây chúng ta có ngày tháng của chúng ta đang là 21:52 ngày 13. Chúng ta at này 21 giờ cục farm 21:55 21:55 PM hôm nay là ngày Thursday, enter. Tuesday. Rồi. Cú pháp của nó, ví dụ chúng ta có một câu lệnh echo his 21:55 on Thursday. Rồi, chúng ta nhấn Ctrl D thì sẽ có một cái shop nó chạy lúc 21:55. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể kiểm tra bằng câu lệnh là at query này 21:55 chạy một cái lệnh của chúng ta, hoặc là at trừ l này, và tất nhiên chúng ta có thể xóa một at trừ r trong thời gian chờ nó chạy, thì chúng ta có thể là etc at chấm deny, chưa có gì, chưa được cấu hình gì cả. Deny đây có nghĩa là user được phép chạy và user không được phép chạy, thì chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình để cho nó tăng cái tính an toàn của hệ thống. Chúng ta xem 21:54 rồi, chúng ta chờ thêm một ít thời gian nữa. Ba mươi giây nữa chúng ta có thể vào và lọc. Lọc thì có cả lọc clone tab này, cd clone tiêu rồi. Nó vừa thấy có một cái tiếng kêu. Ta vào và chúng ta vào log. CD Chrome the message. Không có lock clone. Lock at thì không có, chỉ có cái lock liên quan đến clone tab thôi. Đấy là câu lệnh chúng ta thực hành với cái câu lệnh là at.
Chúng ta thử thực hành thêm một cái câu lệnh ất nữa nhé. Ất này, ất này. À, 21 giờ 59 đi. 59. Nó chạy một cái câu lệnh ping của chúng ta đi. Trừ C 10 lần 8.8.8.8 này. TP này. Test ping.log. Sau đó chúng ta Ctrl D rồi. ATQ có một cái tiến trình ất chạy lúc 21:59, chúng ta sẽ xem nhé. 57 rồi, chúng ta sẽ chờ một chút. Xem cái file test ping chấm lốc có chưa? Chưa có. Thôi chúng ta cứ thực hành các cái bài tiếp theo. Clone tab. Trong thời gian đó thì chúng ta sẽ quay lại sau. Để clone tab thì chúng ta clone tab truyền L xem có cái gì chưa? Chưa có gì cả. Chúng ta bắt đầu soạn một cái clone tab để nó đặt lịch chạy tự động cho chúng ta. Ví dụ như là nó chạy lúc 10 giờ đi. Bây giờ đang 59 rồi đúng không? Lại lúc 10 giờ 5 phút. 10 giờ đi. 00 22 giờ. Sao chấm sao? Chấm sao? Ping trừ C 10 8.8.8.8. TP test ping clone tab chấm log. Như vậy là 10 giờ nó sẽ chạy clone tab này. Chúng ta check clone tab truyền L thì có một cái này là lúc chạy lúc 10 giờ 58 rồi, thì chúng ta sẽ chờ 1-2 phút thì nó sẽ ra tất cả các thông tin của chúng ta. Clone tab chúng ta cmd tmp này ns truyền lt đó, 10 giờ là 19 giờ là 59 phút nó sẽ ra một cái file test.log, là cái file mà chúng ta là cái file mà chúng ta đã thực hiện để nó chạy đúng một lần bằng cái công cụ ất, và nó sinh ra file này cho chúng ta. Và hiện tại bây giờ là 21 giờ 59 phút, là 22 giờ nó sẽ chạy một cái clone tab ở đây. Một lần chuyện là chúng ta hoàn toàn có thể vào cd, nó sẽ sinh ra một cái file test ping clone tab. Chúng ta vào valog để chúng ta xem nhé. CD clone nó là tu trừ một clone. Đó, 22 giờ đây. Nó chạy clone tab, nó ping cái này, nó sinh ra cái file này. Đó. Chúng ta vào cái dẫn valog để chúng ta monitor quá trình của nó. Đó. Chắc chắn có cái file tmp test ping clone tab ở đây rồi. Đấy. Chúng ta xem file này nhé. TMP test ping clone. Đấy, có cái file này, nó chạy 10 lần thôi. Tất nhiên là chúng ta có thể chạy bất kỳ cái câu lệnh nào đó, nó hay chạy bất kỳ một cái cell nào hay chạy bất kỳ một chương trình nào đó để sử dụng cái tính năng clone tab cũng như tính năng ất. Vì hy vọng qua cái bài hôm nay thì chúng ta đã hiểu về cái các câu lệnh liên quan PS này. Quản lý process này, chúng ta gồm có PS này, PS này, top này, kin này, ất này, clone tab. Đấy, bằng này câu lệnh thì chúng ta nắm được những cái câu lệnh như này ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được tất cả những process của hệ thống. Với PS này, PS viết tắt là process này, top là những cái để kiểm soát được cái tải về gồm có CPU, về memory và các cả cái tiến trình mà có chiếm tài nguyên nhiều nhất. Rồi khi mà tiến trình nó chiếm nhiều tài nguyên mà khó kiểm soát ảnh hưởng đến tiến trình khác thì có thể kill đi.
Và ngoài ra chúng ta có thể đặt đặt một cái tiến trình nó chạy vào một cái giờ nhất định ở đó, ví dụ bây giờ là 11 giờ 10 10 giờ thì chúng ta có thể cho chạy lúc 0 giờ đêm chạy backup chẳng hạn thế, hay cho 3 giờ đêm cho quét một cái chương trình ở đó theo nghiệp vụ của chúng ta, hoặc chúng ta chạy cho nó định kỳ clone tab định kỳ ví dụ thứ tư thứ bảy là backup never không, và thứ hai thứ ba thứ năm chủ nhật là backup level 1 chẳng thế, thì của database ấy, thì nó sẽ dùng clone tab. Ngoài ra thì chúng ta có thể mở rộng rất nhiều cho cái trường hợp của chúng ta khi mà nghiệp vụ của chúng ta cần chạy tự động thì chúng ta dùng clone tab để chúng ta thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học thực hành về project. Chúng ta sẽ thực hành nhiều để chúng ta hiểu hơn nhé. Cảm ơn các bạn.